Dạ, Chúa, tôi muốn bắt đầu chiều ngày hôm nay bằng một lời, đó là cái phần cuối cùng của đoạn Kinh Thánh mà của Chiến vừa đọc qua thì tôi sẽ không có chia sẻ tới, tại vì tôi chưa có được sự khải thị của Chúa. Đó là sự thật. Tôi chưa có cái câu hỏi mà Chúa hỏi các môn đồ của Ngài là ngươi có hiểu chăng, thì mọi người đó đã ngồi ở đó họ nói họ hiểu, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi xin phép Hội Thánh nói rằng tôi chưa hiểu, cho nên tôi không thể nào chia sẻ phần đó được. Về phần mà tôi được Chúa dạy dỗ thì tôi xin chia sẻ với quý Hội Thánh buổi chiều ngày hôm nay. Ở trong câu số 31, ở trong Matthew đoạn số 13 câu số 31 có nói: Ngài lấy một ví dụ khác mà phán rằng nước thiên đàng giống như một hạt cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Khi mà tôi đọc qua cái câu Kinh Thánh này, cũng giống như là ở trong câu số 33 nói là Ngài lấy một ví dụ khác mà phán rằng nước thiên đàng giống như men mà người bạn đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, nói đến rằng có lẽ thiên đàng, nước thiên đàng, những gì thuộc về thiên đàng nó rất là nhỏ đối với chúng ta ngày hôm nay. Nó là một cái gì đó nó rất là xa vời, nó là một cái gì đó mà có lẽ chúng ta nghĩ rằng ô, nó không có quan trọng. Nước thiên đàng chỉ có quan trọng khi nào mà tôi sắp sửa chết thôi. Tại vì tôi chỉ có nghĩ đến thiên đàng khi mà tôi cần phải đi vào trong nước thiên đàng, đúng không? Còn ngày hôm nay tôi còn vẫn đang sống trên đất này thì tôi đâu cần nghĩ đến thiên đàng làm gì. Nước thiên đàng nó rất là xa vời, nó còn rất là xa. Ngày hôm nay xin phép cho tôi suy nghĩ và để tâm đến những cái việc mà nó đang hiện tại trước mắt tôi ngày hôm nay, còn nghĩ đến chuyện thiên đàng nó rất là xa vời. Thiên đàng nó giống như một hạt cải, nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ, và men thì rất là ít. Nhưng mà khi mà trộn với trong bột thì nó làm cả cái bột đó nó dậy lên, nó làm cho mọi sự đều lớn lên. Ở trong cái điều này thì khi mà tôi đọc qua những cái câu Kinh Thánh này thì Chúa nhắc nhở tôi rằng mỗi một, giống như là cô mới lúc nãy có cầu nguyện đó, thì có lẽ có rất là nhiều người đến đây được những cái hạt giống của Đức Chúa Trời gieo vào trong lòng của họ, họ lớn lên ở đây và một ngày nào đó họ ra đi khỏi nơi này bởi hoàn cảnh, bởi vì gì đó thì tôi không biết được, Chúa biết. Nhưng mà tôi nhìn lại và tôi nhìn những cái cây, những cái cỏ ở ngoài vườn, ở ngoài đường, thì chúng ta thấy được rằng có những cái nơi mà người ta trồng cây, người ta trồng hoa thì nó sống ở tại trong những cái vườn đó. Nhưng mà một khi mà gió nó bốc lên rồi thì tất cả những cái hạt giống ở trong những cái hoa, những cái cây đó nó bắt đầu nó bốc lên và nó bay đi và nó trở nên gieo vào trong những cái nơi khác, và tại những cái nơi đó những cái cây cỏ đó nó bắt đầu nó lớn lên. Thì cũng giống như vậy, Chúa cho những người đến đây và Chúa cũng cho những người đi ra ngoài đó để rồi họ cũng bắt đầu gieo những cái hạt giống xuống và những nơi đó biết đến lời của Chúa, biết đến công việc của Chúa và biết đến nước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Tôi không có đứng ở đây và nói rằng chỉ có cái vườn ở đây là cái vườn mà Chúa trồng. Chúa có thể trồng vườn bất cứ ở đâu và Ngài sẽ cho phép những cái vườn đó được lớn lên trong quyền năng của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta chỉ biết được rằng những cái hạt giống mà Chúa trồng vào trong lòng của chúng ta có lẽ nó nhìn rất là nhỏ. Có lẽ ngày hôm nay những hạt giống đó là những cái tiền của rất là nhỏ. Hôm qua thì tôi có dạy cái lớp Awana, thì các em học về một cái bài học, đó là nếu mà ngày hôm nay có một người nào đó cho các em 25 đồng thì các em sẽ làm cái gì? Thì mỗi một em đi qua và nói nó sẽ làm cái gì, thì nó nói là 25 đồng để đi mua xăng. Tự giờ xăng mắc quá cho nên đi mua xăng, không có xăng không có đi đâu được hết. Và có đứa khác thì nó nói là đi ra để mà nó mua hai cái burrito. Nói burrito gì mắc dữ vậy. Burrito gì mà hai cái mà 25 đồng, mỗi một cái là 12 đồng rưỡi, nó hơi mắc. Hồi xưa kia thì tôi đi học thì tôi vô trong Taco Bell đó, thì mỗi một cái burrito đó có bao nhiêu đâu, có ba ba bốn đồng đó còn, nhưng mà nó nói với tôi là bây giờ hết rồi. Cái đó không thể nào mà mình để tìm được cái hai ba đồng burrito được nữa. Nhưng mà các em cũng rất là to con, đứa nào bự ấy, cho nên tôi hiểu được là tại sao nó cần những cái burrito lớn. Nhưng mà thì đó là cái câu hỏi, nếu mà ngày hôm nay đó là cái hạt giống và cái hạt giống đó nó rất là nhỏ thì các em sẽ làm cái gì? 25 đồng làm cái gì? Và làm sao mà mình biết được là cái 25 đồng đó một ngày nào đó nó sẽ trở nên cái gì? Thì tôi mới nói với các em rằng 25 đô đó đó thì tốt hơn hết bỏ nó vào trong chính mình. Đi mua đồ ăn, đi mua xăng, đi mua quần áo, đi mua bất cứ những cái gì đó. Bởi vì cái điều mà Đức Chúa Trời mong mỏi lớn mạnh
là chính mình các em. Đừng có bỏ nhà băng, đừng có mong rằng cái tiền đó nó sẽ lớn lên một cách nào đó. Đây là cái gia tài duy nhất mà chúng ta có mà Đức Chúa Trời đã ban cho, cái đầu óc này, cái thân thể này. Bởi vì một khi mà cái đầu óc này, cái thân thể này nó có thể hoạt động, nó có thể làm được, nó có thể được tận dụng trong cái ý muốn của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ trở nên rất là nhiều, 25 đô. Và đây là cái mà điều mà Chúa muốn tôi chia sẻ ngày hôm nay, đó là ngày hôm nay có lẽ chúng ta thấy được rằng giống như là người đàn bà ở trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Giêsu ngồi bên cạnh cái hộp dâng hiến, và người đàn bà đã bỏ hết vào trong cái hộp đó. Có lẽ nó rất là nhỏ đối với những người khác, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời nó rất là lớn. Bởi vì nó nhỏ trong cái lúc đó, nhưng mà một ngày nào đó nó sẽ lớn lên, nó sẽ khai trương, nó sẽ trưởng thành, và nó sẽ trở nên những cái gì đó mà chúng ta không thể nào hình dung được. Nước thiên đàng giống như là một hồ cải rất là nhỏ. Nước thiên đàng giống như là một cái men mà người ta dùng. Bởi vì ngày hôm nay có lẽ chúng ta nhìn nó, thấy nó không có lại gì hết, nhưng mà Đức Chúa Trời biết được cái sự cuối cùng của nó. Đó là nước thiên đàng cho mỗi một chúng ta. Chúng ta không biết được những cái gì mà chúng ta có đang có trong tay nó là quan trọng như thế nào, nó là to lớn như thế nào. Có lẽ đối với chúng ta ngày hôm nay rất là nhỏ, nhưng mà rồi một ngày nào đó nó sẽ trở nên rất là lớn. Ngày hôm nay cũng vậy. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta nói rằng cái lời nói của chúng ta về nước thiên đàng của Chúa nó không đi đến đâu hết. Chúng ta làm chứng cho những người xung quanh, chúng ta làm chứng cho những người trong gia đình chúng ta nói chuyện với những người bạn của chúng ta về nước thiên đàng của Đức Chúa Trời, và chúng ta không thấy được cái hiệu quả của nó, chúng ta không thấy được cái kết quả của nó, chúng ta không thấy được nó là một cái gì đó nó có ảnh hưởng trong đời sống của những người đó. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái sự cuối cùng của những cái lời chia sẻ đó cho những người xung quanh chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết. Ngày hôm nay chúng ta cứ gieo đi những cái hạt giống đó rất là nhỏ trong mắt của chúng ta, nhưng mà đâu biết được một ngày nào đó những hạt giống đó nó sẽ lớn lên trở thành những cái cây rất là to lớn và có thể ủng hộ rất là nhiều người xung quanh những cái cây đó. Ở trong câu số 44, nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được, giấu đi vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Tôi xin lỗi, cái lời chia sẻ này nó có lẽ nó hơi đụng chạm chút xíu, hoặc là nó có lẽ không có được nói ra một cách đúng đắn, và có lẽ quý vị bị tổn thương khi mà nghe cái lời chia sẻ này, thì tôi muốn xin lỗi trước. Cái điều mà có lẽ cái của báu mà mỗi một chúng ta đều có, tôi không có của báu gì mà tôi muốn chôn dưới đất hết, tôi không có của báu, nói chung là tôi không có của báu gì hết chôn dưới đất. Nhưng mà có những cái gì đó rất là quý giá mà chúng ta đã từng chôn, có những cái gì đó mà chúng ta đã mất, và những cái đó đang ở dưới đất. Có những người thân của chúng ta đã mất, và ngày hôm nay họ đang ở dưới đất. Và nước thiên đàng là khi mà chúng ta được đoàn tụ với họ. Nước thiên đàng giống như là một của báu chôn trong một đám ruộng kia. Nếu như mà chúng ta tìm được một cái phương cách nào đó để chúng ta có thể đoàn tụ lại được với lại những người mà đã mất, những người mà rất là quan trọng đối với chúng ta, những người mà rất là thân đối với chúng ta, thì chúng ta sẽ bán hết tất cả những gì mà chúng ta có để mà chúng ta được có thể đoàn tụ lại với họ. Đúng không ạ? Không có một cái của báu gì trên đất này, trên cái cuộc đời này mà chúng ta không muốn bán nó đi, không muốn cho nó đi, để chúng ta có thể đạt lại những cái người mà chúng ta đã mất trong cuộc sống này. Không ạ? Bởi vì đó là thiên đàng. Thiên đàng là cái nơi mà chúng ta sẽ được đoàn tụ lại với lại những người mà chúng ta đã mất. Đó là thiên đàng.
Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu khi mà Chúa nói điều này thì các môn đồ của Chúa hiểu được cái điều đó, bởi vì những người đi theo Chúa là những người nghèo, không có gì hết trơn. Điều duy nhất mà họ có là những người mà họ đã mất rồi, những người mà đã dạy dỗ cho họ, những người mà đã nuôi nấng họ, những người mà đã đem họ lên và cho họ tất cả những cái gì họ đã có trong cuộc sống này. Và núi Thiên Lang là cái nơi mà chúng ta sẽ được đoàn tụ lại với những người đó. Và đó là cái thiên đàng mà chúng ta, mỗi một người chúng ta đều đang trông mong. Và nếu mà chúng ta thật sự muốn đi đến cái thiên đàng đó và đoàn tụ lại với lại những người mà chúng ta đã mất, thì điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải chắc chắn biết được rằng họ sẽ đi đến đó để chờ đợi chúng ta, phải không ạ? Tại vì nếu ngày hôm nay mà chúng ta không có làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được để mà giúp cho họ đi vào trong nơi vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không có được cái thiên đàng đó. Chúng ta sẽ đi đến cái nơi thiên đàng đó, nhưng mà chúng ta sẽ không có sự đoàn tụ. Thì nơi đó không phải là thiên đàng, phải không ạ? Như thiên đàng cũng giống như một người lái buôn kiếm được ngọc châu tốt. Khi đã kiếm được một hộp châu quý giá thì bán đi hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Khi mà tôi đọc qua những cái lời này thì tôi nhớ lại cái lời Kinh Thánh ở trong sách Mác đoạn số 10. Tôi xin mở ra trong sách Mác đoạn số 10. Mắt nó mở trời, không đọc không thấy chữ nữa. Rồi xin lỗi. Mác đoạn số 10. Ok đây. Bắt đầu từ trong câu số 21, tôi đã chia sẻ điều này với lại quý hội thánh rồi. Trong câu số 21, đây là một người trai trẻ giàu có đến hỏi với Chúa rằng ông cần phải làm gì để được đạt được nước thiên đàng. Thì Chúa nói với ông ta như thế này, ở trong câu số 21 trở đi, Chúa trong Kinh Thánh viết: Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều này. Ngươi còn thiếu được một điều này, hãy đi bán hết gia tài mình có, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu trên trời. Chúa nói là chắc sẽ có được của báu trên trời. Cái đó không quan trọng, đừng có nghĩ đến cái đó. Nhưng mà Chúa muốn trấn an ông, chắc là có của báu trên trời. Rồi, đây là cái điều mà quan trọng. Rồi, hãy đến mà theo ta. Ở đây, Chúa Giêsu nói với lại ông ta một điều mà có lẽ chúng ta có thể quay ngược nó lại. Là bởi vì ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 13, Chúa nói rằng khi một người kia đã tìm được một cái hạt châu quý giá rồi thì bán hết tất cả những gì mình có để đi mua cái hạt châu đó. Và ở trong câu số 21 đây thì chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy cái hạt châu quý báu đó rồi. Là cái con người đang đứng trước mặt mình, đang đi và tìm kiếm một cái gì đó mà ông ta vẫn còn thiếu ở trong cuộc sống của mình. Mặc dù ông có hết tất cả trên cuộc sống này rồi, nhưng mà ông cảm thấy được rằng ông đang mất, thiếu vắng một cái điều này. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng: ngươi còn thiếu một điều này. Ngươi thiếu cái điều quý giá nhất là cái người mà đang đứng trước mặt ngươi đây. Bán hết đi. Bán hết đi. Và đi theo ta. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa bán hết. Chúa bỏ hết thiên đàng, Chúa bỏ hết lẫn cả thiên đàng để mà đi tìm kiếm cái ông đó, để đi tìm kiếm mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Chúa không có dạy cho chúng ta những cái gì mà Chúa không đã từng làm. Chúa không có nói chúng ta làm những cái gì đó mà Chúa đã chưa có từng làm bao giờ hết. Chúa nói với ông ta rằng: ngươi là hạt châu báu, là hạt châu quý báu mà ta đang tìm. Chúng ta mỗi một người ở tại đây là những hạt châu quý báu mà Chúa đang tìm và đã tìm thấy. Và một khi mà Ngài đã tìm thấy chúng ta rồi thì Ngài bán cả thiên đàng để mà đạt được chúng ta.
Ngày hôm nay có lẽ chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm những cái gì đó ở trong cuộc sống này. Có lẽ chúng ta đang tìm kiếm những cái thiên đàng khác. Có lẽ chúng ta nghĩ là thiên đàng nó còn rất là xa vời. Nó còn rất là cái gì đó mà nó ở rất là xa. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cái thiên đàng và chúng ta nghĩ rằng những cái gì đó quý giá nhất của chúng ta nó đang chờ đợi chúng ta ở tại đó. Không phải là những người thân quen mà thôi. Không phải là những người mà chúng ta đã mất ở trong cuộc sống này. Không phải là những người mà đã gieo những hạt giống mà đã gây nên cái con người này của chúng ta. Nhưng mà chính cái người mà đã bán hết tất cả để mà đạt được chúng ta vẫn cũng đang ở cái nước thiên đàng đó. Ngày hôm nay Chúa kêu gọi chúng ta rằng hãy trông chờ cái thiên đàng đó. Hãy làm mọi sự để đạt được cái thiên đàng đó. Để đi đến được cái thiên đàng mà chúng ta sẽ được đoàn tụ lại với lại những người mà chúng ta đã mất. Để mà đoàn tụ lại với cái người mà đã bán hết tất cả vì chúng ta. Hãy đi chờ đợi và đi tìm kiếm cái nơi, cái thiên đàng mà Chúa đang chờ đợi chúng ta. Để mà chúng ta được cảm thấy trọn vẹn trong cái đời sống này. Và trong cái đời sống vĩnh cửu của chúng ta. Đó là cái thiên đàng mà Chúa muốn chúng ta nhìn thấy. Đó là cái nơi mà Chúa đang chờ đợi chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta bán đi hết tất cả, bỏ đi hết tất cả, bỏ luôn cả thiên đàng luôn để mà đạt được mỗi một chúng ta ở đây. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài cho sự thương xót của Chúa cùng mỗi một chúng con. Để Chúa, chúng con thấy được cái chiều sâu của tình yêu của Ngài đối với mỗi một chúng con trời. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con có thể hồi âm lại những cái gì đó mà Chúa đã làm cho cuộc sống của chúng con, những hạt giống mà Chúa đã gieo vào trong lòng của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con gieo những cái hạt giống nhỏ trời vào trong đời sống của người xung quanh. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con đi tìm kiếm nước thiên đàng của Ngài trời, nước của Ngài và mọi sự công bình của Ngài trời trong cuộc sống này. Lạy Chúa, chúng con xin Ngài giúp cho chúng con để chúng con theo đuổi Ngài mỗi một giây phút trong cuộc đời này. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con, cho chúng con sức, cho chúng con tình yêu, cho chúng con những cái gì đó mà chúng con cần trời, để chúng con có thể theo đuổi Ngài một cách trọn vẹn. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con cầu nguyện như danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.